Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với series Solo Squad và review súng. Hôm nay thì mình sẽ review một em súng mà mình mới nhận thông qua hoạt động, đó chính là nâng cấp cái điểm thành tích cá nhân, cái điểm gì ấy mình cũng chả nhớ nữa. Nhưng mà mình sẽ được một khẩu súng Ska với cái hoa văn họa tiết, đó chính là bão cát anh em ạ. Và để xem nó đẹp như thế nào nhá. Đây cũng là cái skin thứ 5, thứ 6 gì đó của khẩu súng Ska mà mình nhận được rồi. Và mình rất là háo hức, không biết em nó sẽ đẹp như thế nào. Hôm nay thì mình sẽ làm một trận đấu solo squad và review cho anh em khẩu súng Ska bão cát luôn, để xem nó sẽ đẹp và nó sẽ khiến cho mình có cảm tình hơn với những khẩu súng Ska hay không nhá. Rồi, các bạn cứ bắn nhau đi, nhưng mà hãy ở xa tầm với của tôi nhá. Bây giờ tôi chưa tìm được khẩu súng Ska thôi, nhưng mà nếu các bạn nọt vào trong gọi là tầm với của tôi là tôi với đấy, tôi liếm luôn đấy. À đây rồi, lên bảng đếm số luôn. Tôi đã bảo rồi mà, đi xa khỏi tầm với của tôi đi. Đừng có lại gần tôi làm cái gì cả. Không là tôi điên lên đấy. Không là tôi điên lên đấy. Rồi ôi, đã bảo rồi mà. Hai người chơi xấu số của chúng ta đã phải nằm xuống rồi. Và trong khi đấy thì mình vẫn đang đi tìm kiếm khẩu súng Ska. Ơ, Kachu Kachi cái gì kia. Hình như có thằng nó gạt mất cái thằng mà mình vừa nốc rồi. What the hell. Không được rồi anh em ạ. Mình thấy cái tên nào vừa gọi là rất thân quen nổi lên trên bảng thông báo và mình nghĩ là mình đã bị KS rồi. Từ từ, mình phải ra đây xử lý mấy con boss này đã. Ơ, trèo lên đây này. Úi trời ơi. Vâng, thông minh lắm. Đây rồi, đây là hai con boss. Một con nằm xuống, một con đang bỏ anh em ơi. Trời ơi, khẩu barrel này nó giật quá. Nó giật quá. Vâng, ba mạng cho Tuấn HC luôn. Nào, để xem thanh niên này có gì nào. Ui dồi ôi, giàu thấy mẹ luôn. Lại còn có cả Silent của Sniper nữa chứ. Nào, bây giờ chúng ta thay đạn và chuẩn bị tấn công nào. Còn có 25 viên đạn nữa. Mình sẽ xem là ở cái ba cái nhà kho này nó có khẩu súng nào đó để mình có thể lạp đạn trước khi mà tìm ra khẩu súng Ska bão cát của mình hay không. Em nó có cái tên đầy đủ, tên gọi là khoa học là cái gì? Sandstorm à? Hay là Sandstorm gì đấy. Nói chung là mình tiếng Anh hơi ngu một tí, nhưng mà mình lên trên Google mình dịch thì em nó được dịch ra là bão cát anh em ạ. Hay là cái bão quần què gì đó. Đó. Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là đi tìm khẩu súng Ska. Thề luôn anh em ạ. Nhiều lúc test M4 thì nhặt toàn Ska. Nhiều lúc test Ska thì nhặt toàn M4. Đúng là ông trời nhiều lúc biết trêu lòng người. Đấy, xong rồi nhiều lúc mình kiểu đang nói liên thuyên để test súng hiểu không? Nhưng mà nhất quyết là không nhặt được anh em ạ. Có những trận đấu mà mình đi từ đầu map cho đến cuối map mà không nhặt được khẩu súng theo như ý mình muốn luôn. Vì vậy là mình kiểu như đến gần cuối trận ấy nó nản thì mình lại ao ra. Và như vậy là điểm của mình lại bị giảm xuống. Nó là một cái lý do như vậy. Nhưng mà bắn mà cứ ngồi liên thuyên không đúng chủ đề nó khó chịu lắm anh em ạ. Đấy, nhặt được M4 rồi đây này. Mà Ska thì vẫn chưa thấy đâu. Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao, đó chính là được tìm thấy một khẩu súng Ska và review cho anh em thấy cái skin Ska mới mà mình nhận được, để xem em nó có phá vỡ cái gọi là cái thành kiến của mình với những khẩu súng Ska hay không. Bởi vì ngoài có tiếng. Ơ, tôi tưởng chết rồi cơ. Trời ơi, làm mình tự nhiên ngừng giấy. Dạo này mình rất hay kiểu bắn. Thường thường mình ke đam rất là chuẩn luôn anh em ạ. Nhưng mà không hiểu sao mấy hôm nay mình ke đam nó hơi bị sida luôn đấy. Đình Du à? Đình Du hay Đình Du gì đấy thì cũng lên bảng đếm số hết. Có tiếng leo trèo. Rồi, bây giờ thì leo đi đâu bây giờ đây hả bạn ơi? Thí chủ có cầm thí
chủ có cầm Ska không? Nào thí chủ này, thí chủ này cũng đang cầm M4 luôn. À, bắn cái gì? Bắn cái gì? Ui dồi ôi, thí chủ này chết rồi này. Ui thí chủ này cầm Ska này. Mình xin luôn. Quá ngon. Có thằng đẩy đến anh em ạ. Có thằng đẩy đến. Nào, đẩy đến đây. Nhìn thấy Ska bão cát chưa? Đẹp không? Đẹp không thì lên tiếng đi. Tôi tên là Đe. À, tôi tên là Dê. Nếu mà bạn này bạn viết không giấu thì mình dịch nó hơi bị kiểu fail một tí anh em ạ. Nhưng mà tôi tên Dê. À, tôi tên Dê. Ok. Bạn ấy nhận mình là Dê. Ok. Nếu là Dê thì cho xem dâu. Nhưng rất tiếc bạn hẹo mất rồi, đâu nữa mà xem dâu. Ok. Như vậy là mình nghĩ là cái cảng Gelgo. Vừa nói là mình nghĩ là cảng Gelgo này hết thì tự nhiên lại xuất hiện. Vâng. Ska gun là cái quần què gì? Không cần biết luôn. Nhưng mà đây chắc chắn là một con boss anh em ạ. Và đã là boss thì chúng ta lại phải sới. Ấy, anh em nhìn khẩu súng Ska của mình chưa? Anh em thấy, úi dồi ôi, hai cái silent dùng bao giờ cho lấy hết. Đó, anh em nhìn khẩu Ska skin bão cát nó có đẹp không? Theo nhận xét của anh em thì anh em thấy nó có đẹp không? Anh em comment ở phía dưới bình luận cho mình biết nhá. Còn với mình thì khẩu này nó cũng thuộc một trong những khẩu súng Ska với họa tiết xấu vãi nổi anh em ạ. Nói chung mình không thích những cái họa tiết nó như thế này. Một là màu nó phải rực rỡ thì rực rỡ hẳn lên. Kiểu rực rỡ kiểu nửa chừng như thế này nghe nó khó chịu lắm. Không biết anh em nào có tính giống tôi không? Tôi một là một màu. Hai là đã nhiều màu là phải rực rỡ. Chứ đừng cứ kiểu nhờ nhờ như thế này. Nhìn không bắt mắt tí nào luôn đấy anh em ạ. Ok, có lẽ là mình sẽ lút qua cái khu vực cảng Gelgo này một chút, sau đó thì sẽ đi tìm người để bắn thôi. Chứ ở đây chắc chết già mất. Ô la la, đây rồi, thính đây rồi. Chúng ta cùng đến với cục thính tiếp theo để xem là cục thính này có đem đến cho mình. Ồ, có một team đang lấy thính kìa anh em ơi. Thôi xong các bạn rồi. À, hình như cũng nhìn thấy mình rồi. Ok, nhìn thấy thì chúng ta va vào nhau thôi. Nào nào, à, bắn tôi này. Vâng, một người. Đó, bắn thêm mấy viên nữa để cho đồng đội của bạn sót bạn, sau đó là đến cứu này. Đó, sau đó mình sẽ bồi thêm hai quả bom vào phía trước này. Nào, mời bạn Thăng Thiên. Ơ, không chết à? Ơ, ăn hai quả bom không chết à? À, có thể là quả bom mình hơi bị yếu sinh lý một tí. À, nhưng mà bạn cũng chết. Đây rồi. Rồi, nào, còn ai nữa hay không đây? Ô táp, ô tẹo gì đây? Ok, mình sẽ chui xuống cái hố này luôn. Nào, để xem là có bạn nào. À, tiếng súng ở đầu này à? Hai team hay là một vậy? Đừng có nói với tôi là chia team ra để bắn nhá. Được rồi. Chia gì thì chia thì các bạn cũng sẽ. Đây rồi. Một, hai viên rồi. Nào, nằm xuống đi. Ui dồi ôi, quá tuyệt vời, với những tình huống táp SKS nó cứ phải gọi là đi vào lòng người luôn anh em ạ. Qua đu hách này, ô táp này. Lên bảng đếm số hết đi các bấy bề à. Nào, nghiêng, ngó, nghiêng. Rồi, xong. Như vậy là chúng ta đã có một tình huống liếm mạng cách thành công. Và như vậy là có thể thấy là cái mạng cuối cùng là một cái mạng final luôn. Vì vậy mình nghĩ đấy là một team 4 người luôn đấy anh em ạ. Hợp lý. Đấy, chúng ta ăn được 12 mạng luôn rồi. Quá ngon. Quá tuyệt vời. Còn điều gì có thể tuyệt vời hơn được nữa khi mà chúng ta đi cam thính và vớ được nguyên một team như thế này. Tôi đã bảo với anh em rồi, có gì khó đâu nhở. Nó chỉ là một gọi là phút giây thôi. Việc các bạn gia tăng lượng mạng nó chỉ là một khoảnh khắc thôi anh em hiểu không? Từ dưới 10 nó sẽ trên 10 ngay lập tức. Một con số hoàn hảo. Đẹp đến gọi là không tì vết. Dành cho một pha
táp SKS cũng như là bắn M, à quên, bắn SK, bão cát rất tuyệt vời. Phải là tôi bắt đầu cảm thấy yêu thích cái khẩu súng SK và yêu thích cái họa tiết bão cát của khẩu súng này rồi đấy. Rồi chúng ta có một cái bo vào Gelgopol. Vậy để xem Gelgopol sẽ chào đón Tuấn HC với những người bạn như thế nào anh em nhá. Tôi mong rằng những my friend của tôi sẽ thân thiện và đón chào tôi. Có tiếng xe. Đây rồi. Xuống bắn nhau đi bạn ơi. Rồi như vậy là không có một tình huống bắn nhau ở đây rồi. Mình sẽ phóng xe thẳng lên cái đồi xương chó này. Để xem cái đồi xương chó này nó sẽ đem đến cho mình những cái mạng easy hay không anh em nhá. À, cố gắng phi xe lên một chút nữa, sau đó mình sẽ thả xe ở đoạn thoai thoải này. Đó, đi lên một chút nữa này. Đó, chỗ này là hợp lý để thả xe này. Sau đó thì mình sẽ đứng ở trên cái đồi xương chó này và nhìn xung quanh. Tôi lên đây tôi chủ yếu tôi nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây thôi. Đó, cục gì kia? À, tôi nhìn thấy một con xe trong cảng Gelgopol, hình như nó được nhét vào trong khu vực nhà kho. Nhưng mà mặc kệ đi. Mình đang muốn nhìn xem xung quanh này có ai không. Đây là lợi thế khi mà các bạn bật cái đồ họa smooth đây anh em. Những cái nhà ở xa quá thì các bạn sẽ được render những chiếc xe di chuyển và những nhân vật đang di chuyển trong nhà trước, sau đó thì mới render đến nhà. Đấy, đấy là lý do mà mình rất hay gọi là bật smooth. Cũng có một cái nữa mà liên quan đến việc tại sao mình hay để cái đồ họa smooth, mặc dù mình có thể lâng được balance extreme nhưng mà mình lại không lâng. Đó chính là khi mà lâng balance extreme lên thì máy của mình khá nóng, và khi mà bật cái scope X8 hoặc là X6 thì mình cảm giác nó không còn độ mượt nữa, và mỗi lần mình tap nó sẽ rất là khó khăn. Vì vậy là mình cứ để gọi là đồ họa thấp nhất để trải nghiệm. Bao giờ con iPad mới của mình nó được PUBG hỗ trợ full màn và không bị lỗi nữa, khi mà chơi game ấy thì mình sẽ bật full tất cả mọi thứ cho anh em coi. Như hôm trước mình có livestream test thử cho anh em ấy, ui dồi nó đẹp vô cùng luôn. Nhưng chỉ có tiếc đúng một điều thôi, đó chính là nó không full màn và cái viền đen của nó to vãi nồi, to như con bò luôn. Cho nên mình không thể nào để đặt những cái phím nó hợp lý được trong một cái màn hình mà nó có nhiều cái màn đen đến như vậy. Rồi, giữa hai cái nhà kẹp một con xe, tốt nhất là mình nên té ra một chỗ nào đó kín đáo hơn. Và đọc một câu thần chú, đó chính là các bạn không nhìn thấy mình. Rồi, đừng có bắn tôi nha các bạn. Tôi chỉ gọi là một người chơi du mục thôi. Rồi, vứt xe ở đây là đẹp rồi anh em ạ. Đó, đầu bên kia thì bắt đầu bắn nhau ầm ầm rồi. Trong khi đấy thì tôi vẫn đang ở đây ngao du trong khu vực Gelgo này. Và không biết là Gelgo của chúng ta có tiếng Silent Tap. Nghe khó chịu đấy. Bên hai cái nhà kia chắc chắn có người này anh em này. 100% với các bạn là có người. Đấy, tôi đã bảo rồi anh em, không có người thì cứ chặt đầu tôi đi. Nào, ra đây. Ra đây chúng ta trao đổi chiêu thức và cấu rỉa máu nhau nào. Đó, trong nhà kho có xe này, bắn xịt lốp xe luôn. Không phải nói nhiều. Ok, chúng ta đã bắn xịt mất hai cái lốp đằng sau rồi. Easy rồi anh em ạ. Hướng này cũng có tiếng bắn của Silent, cho nên mình sẽ phải rất là cẩn thận luôn. Đấy, bây giờ mà vòng bo đấy, nó lại bo vào trong cảng Gelgo thì đúng là nhọ này. Cái gì đấy? Tôi bắn SKS nhưng mà tôi tỉnh táo tàu lắm. Ngu gì đứng bắn SKS được một viên vào đầu bạn, bạn lại nện một viên ca vào đầu tôi thì quá tội. Không lên để mất giáp trong những tình huống táp xa như thế này. Bởi vì con táp xa đến mức như thế nào thì kiểu gì nó cũng sẽ được cứu thôi anh em hiểu không? Chứ chúng ta không lên để mất giáp ở những tình huống vớ vẩn như này. Bao giờ ăn được mạng thì ăn, còn không trao đổi chiêu thức. Mình đang solo squad cho nên là giáp nó rất quan trọng đối với mình. Đâu phải một thằng nó sấy đâu mà đến bốn lòng súng nó sấy thì người đâu mà đỡ được. Nào, vòng bo sẽ quyết định là lợi thế nghiêng về
Tuấn Đắc Xê hay là nghiêng về những kẻ thù của anh ấy? Chúng ta sẽ biết sau chỉ ít giây nữa thôi, khi mà vòng bo sẽ được xác định ở cái những giây phút tiếp theo. Và ai là người lợi thế, ai là người phải thiệt thòi, chúng ta sẽ biết ngay sau đây thôi. Chưa bao giờ mình cầu mong cái vòng bo nó co nhanh đến như vậy luôn ấy. Mình thích một cái vòng bo nó co nhanh hơn một chút nữa. Nào, nhanh lên, xác định cho tôi cái vòng bo mới ở cái turn tiếp theo nào. Chứ tôi đứng ở đây là tôi thấy hoang mang lắm rồi đấy. Anh em đã nghe cái câu chờ đợi là hạnh phúc chưa? Tất cả chỉ là nói xạo thôi. Chờ đợi là sự mệt mỏi. Rồi, cái bo kiểu gì thế này? Cái bo quần què anh em ạ. Ok, thôi di chuyển sớm thôi. Giờ mà còn chần chừ không biết tí nữa có đi được vào trong bo hay không ấy. Có cả con Dacia trong cái nhà kho ở ngoài cùng kia, cho nên là mình sẽ phi thẳng vào cái nhà kho ở giữa này anh em này. Cái nhà kho ở giữa là hợp lý nhất. Đó, đây này, mình sẽ đưa hẳn xe vào giữa này. Vào giữa luôn, không phải nghĩ ngợi, không phải lo âu nhiều làm gì cho nó mệt nha. Nào, các bạn muốn gì ở tôi nào? Các bạn quất đi. Các bạn muốn làm gì thì các bạn làm đi. Nào, các thanh niên ở bên nhà bên kia, các bạn đã quyết định là sẽ đi hay không đây? À, xe đỏ à? Táp xem có nổ lốp nào. Khó táp quá, góc này chịu thua anh em ạ. Góc này không thể táp được. Ồ, có tiếng. Có tiếng bên phải. Đây rồi. Tuyệt vời. Vâng, một thanh niên đến từ đất nước mặt trời mọc đã phải nằm xuống rồi. Vâng, mọc đi đâu? Mọc vào nồi, mọc ra chơi game mới nhá. Nào, chúng ta cùng tìm những người chơi còn lại trong cái vòng bo này và giải quyết ân oán. Thù hận của chúng ta sẽ được rửa trôi trong trận đấu này. Chỉ còn 11 người nữa thôi. Tức là chỉ còn 10 người nữa. 10 người, 10 cộng với cả 13 là 23 các cậu ạ. Rồi các cậu cứ đưa hết mồm vào trong lòng súng của tôi đây. Tôi không hứa có thể giúp cho các bạn cảm thấy đỡ tiếc nuối trận đấu này, nhưng tôi sẽ cười vào mặt các bạn khi mà các bạn để tôi gọi là clear cả một squad. Hoàn toàn là không có ai trên dàn giáo này. Ok, chúng ta vãi nồi đông đấy. Trời ơi, hôm nay mình bắn sao ta. Rồi, vòng bo cũng đang co lại rồi, không biết nó sẽ như thế nào đây. Nào, bắn cái gì thì bắn đi. À, ngoài đồng bắn mình à? Ok, tưởng gì, dễ thôi. Nhưng mà phải bình tĩnh đã, không nóng vội được. Chẳng há mà các cụ đã có câu nóng này là dễ ỉa chảy. Đừng có bao giờ nóng máy mà cháy mất cái bù gì các cậu nhá. Nào, để xem thanh niên bắn tôi. Ở đây rồi. Vâng, quý đẹp trai à? Quý đẹp trai lại còn VL nữa. Úi dồi ôi, chăm chỉ nhặt là cũng được một rổ đấy quý ạ. Quý đẹp trai cũng lên bảng đếm số, mà quý không đẹp trai thì quý cũng lên bảng đếm số. Anh em nào thế hệ 8X, 9X như mình thì chắc là hẳn đã biết câu chuyện heo ăn thì heo cũng chết, mà heo không ăn thì heo cũng chết. Đó, như thế là bạn của quý không cứu quý rồi. Như vậy là bạn của quý mất quý thật rồi. Nào, mấy thanh niên chạy lông nhông ở bên này, không biết là các bạn còn không? À, còn anh em ạ. Câu trả lời của chúng ta là còn. À, lục cà lục cục. Lục cà lục cục này. Đáp cho quả bom rồi mình té thôi. Chủ yếu là quả bom phân tâm các bạn thôi. Đó. Sợ không? Tôi tin chắc với anh em một điều là pha ăn bom vừa rồi là một pha khá là hoảng sợ đấy. Các bạn ấy hẳn đang đặt ra câu hỏi, không biết thằng nào mà nó lại ghê gớm, nó lại đáp quả bom ấy thần thánh đến như vậy. Chẳng lẽ nó biết mình ở đây? Rồi bây giờ chúng ta chỉ còn 9 người thôi. Nào các thanh niên, lộp mạng đi. Đưa đầu, tra đầu vào súng nào.
Chà đâu vào lòng súng nào. Nhanh lên còn kịp này. Đây rồi. Đây rồi, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng chân rồi. Có quá nhiều tiếng chân diễn ra ở đây. Và mình sẽ phải đi ngay thôi. Chậm trễ bây giờ là không có này. Có này. Vũ Văn Duyến à? Duyến ơi là Duyến. Nào, bắn cái gì? Bắn cái gì? Hả? À, bắn cái gì ở đây? Còn tiếng chân. Còn phái cả nồi, thật không thể tin được anh em ạ. Một tình huống sấy mà phải nói là ngu người.info. Ok, như vậy là mình đã không hoàn thành cho anh em một trận đấu top 1, nhưng mà cũng là một clip review cho anh em thấy khẩu súng SK Sandstorm. Và mình thấy cá nhân mình thôi nhé, đây là cảm nhận cá nhân của mình, thì đây là một cái skin súng nó thực sự là cũng không dễ kiếm đâu, nhưng mà mình không thấy nó đẹp anh em ạ. Anh em có thấy nó đẹp hay không, hãy bình luận cho mình biết ý kiến của các bạn ở phía dưới mình, ở phía dưới video clip này nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ phải chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo thôi.